Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong số tháng 5 là tháng hoa kính Đức Mẹ, tờ Aletheia có đăng một bài của tác giả Philip Kolosky về cuộc hiện ra của Đức Mẹ với hơn 250.000 người. Đó là một cuộc hiện ra thật độc đáo vì được cả Giáo hội Công giáo, Giáo hội Coptic và cả chính quyền dân sự của một nước Hồi giáo công nhận. Xin mời quý vị và anh chị em theo dõi qua lời dịch của Như Ý. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 2 tháng 4 năm 1968, một thợ sửa xe bus người Hồi giáo đã nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ lơ lửng trên nóc nhà thờ Đức Maria ở Zeytun. Đó là một nhà thờ của Giáo hội Chính thống Coptic. Anh ta nghĩ ai đó đang định tự tử, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh ta thấy đó là một hình bóng chói lòa ánh sáng của một người phụ nữ. Ngay cả chính phủ Ai Cập cũng đã điều tra các cuộc hiện ra này. Tổng thống Gamal Abdel Nasser đã tận mắt chứng kiến sự kiện trên và cảnh sát Ai Cập không thể tìm ra bất kỳ một lời giải thích khoa học nào về hiện tượng phi thường này. Mọi người đều choáng váng vì những gì họ thấy, và không ai có thể đưa ra một lời giải thích khoa học gì. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.